một rừng hoa tím đó cả nhà ơi. Wow, đẹp quá chừng luôn. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. À cái này là 5 đồng 99, là tức là gần 6 euro một chậu đó các bạn. Coi 6 euro là khoảng 150 ngàn đó các bạn. Đâu có mắc đâu các bạn. Rất là đẹp luôn, là tiếc là không có mang về được. Thôi coi chơi cho vui vậy thôi. Wow. Đâu đâu cũng là hoa hết. Ồ, thích quá, thích quá, thích quá.